Cha ơi, giờ này cha ở đâu? Con và các em mong cha từng ngày, từng đêm. Khi vắng cha, bữa đói, bữa no, bàn tay con cố gắng kiếm sống, mưu sinh để nuôi các em mau khôn lớn thành người. Niềm mơ ước lớn lao nhất của đời con là mong cha hãy quay về nhìn lại đàn con để quên hết những năm tháng cúc côi sống bơ vơ đầu đường xó chợ. Cha ơi cha, cha ơi, cha... Cha ơi cha, giờ này cha ở đâu? Con ngày đêm mong cha trở về. Thương đàn em gầy yếu ốm đau, thiếu tình cha bữa đói bữa no, với tháng ngày số kiếp lưu đày. Con thương mơ có mẹ có cha, mơ ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, mơ đàn em được đi đến trường, mơ không còn mồ côi mẹ yêu. Lúc mất mẹ là lúc cha rời xa, vì niềm vui mới cha lại bỏ con đi, để con không cha không bờ không bên. Bàn tay con cố kiếm sống mưu sinh, nuôi đàn em khôn lớn nên người. Con chỉ mong cha hãy nhìn lại người con, để ngày đêm được ôm được khóc, hay vì đàn con được có tên cha, để quên hết tháng ngày cút cùi. Cha ơi cha, giờ này cha ở đâu? Con ngày đêm mong cha trở về. Thương đàn em gầy yếu ốm đau, thiếu tình cha bữa đói bữa no, với tháng ngày số kiếp lưu đày. Con thương mơ có mẹ có cha, mơ ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, mơ đàn em được đi đến trường, mơ không còn mồ côi mẹ yêu. Lúc mất mẹ là lúc cha rời xa, vì niềm vui mới cha lại bỏ con đi, để con không cha không bờ không bên. Bàn tay con cố kiếm sống mưu sinh, nuôi đàn em khôn lớn nên người. Con chỉ mong cha hãy nhìn lại người con, để ngày đêm được ôm được khóc, hay vì đàn con được có tên cha, để quên hết tháng ngày cuối cùng. Cha đã trở về, cha đã quay về rồi em ơi. Cha đã trở về, cha đã quay về với anh em.